Ui, Ơi em định rơi người yêu này. em cũng yêu chị. 71 Bến Tre xin chào anh em nha. Ôi trời ơi. Ok, hello, xin chào tất cả bạn. Và chào bạn. Đây là mình là Ruby đây, và vậy là mình vào mãi là mình về đây là cây của mình mà. Thì hôm nay chúng ta lại quay trở lại với một clip về Fifi. Và trước khi bắt đầu video thì em cũng đừng quên là tham gia vào group Ruby Family của mình. Và hãy nhớ là theo dõi fanpage Ruby của mình và follow Facebook Nguyễn Châu Kim Quỳnh của mình nha. Và anh em cũng đừng quên là xem hết clip từ đầu tới cuối để có thể mà lấy được những gift code mà mình sẽ rải đều ở trong clip nha anh em ơi. Đó, và một gift code thì có thể là được một người sử dụng và 100 người sử dụng, nên em hãy nhập chia nhanh nha. Gift code là chỉ có hạn thôi nha anh em ơi. Ấy, và anh em thấy thì hôm nay là bình bộ đồ Binzy trông ngầu căng biết luôn đấy. Ý giời ơi, à, quên anh em ơi. Đấy thì quân đoàn của mình là Hero Team vẫn đang tuyển thành viên nha. Và luật quân đoàn thì rất là đơn giản để vào các bạn ơi. Mình sẽ để trên màn hình cho anh em xem thấy. Ở đây ai muốn vào thì cứ mà liên hệ vào thôi lần này các bạn đừng có liên hệ vào Gmail, tại vì rất là nhiều bạn mình không thể check hết Gmail được. Nên là anh em hãy nhớ là liên hệ vào Instagram Quỳnh Mèo của mình. Đấy, mình sẽ để Instagram của mình ở trên video cho anh em xem. Hãy nhớ liên hệ để tham gia nha. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem các thành viên trong quân đoàn của mình. Đây là thành viên đầu tiên có tên là Simi Get Gu. U là trời, nhỏ ở đây. Ủa kìa, hay là cái con quỷ pha ke lần trước nữa mình đã bảo nó đổi lại. Đây nè, đây nè, hát Gmèo Simi có bao giờ vậy đâu nè. Nè trời, dạo này mình đâu có cài ải con Simi đâu. Từ để mình mời đi. Nó dám pha ke chị Simi của mình các bạn ơi. Đâu rồi nè, đâu rồi. Hello. Anh nhau, mình là mèo Simi đây. Hello bạn. Hết giống rồi. Mày là cái con nhỏ lần trước mày giả Simi phải không? Không, Simi nè. Mày đừng có mồm điêu đi. Mày để tên Simi được rồi, mày quá kỳ. Mày để tên Simi ghét ru. Tao làm gì mày chưa? Tao ăn bánh chiếc cơm gì mà mày chưa? Ủa, bé bị kỳ hả? Trên thế gian này có bao nhiêu người tên ru đúng không? À, được. À. Ủa mà sao tự nhiên mày đặt tên Simi ghét ru chi vậy? Ở trong quân đoàn của tao là mày phải để tên hát rồi chứ. Đúng. Vì cao khích, mày cấm được tao hả? Yeah. Nay coi vợ cũng được nha. À, hay là solo âm. Ai thắng làm chó, ai thua làm mèo. Mà ai thua nữa thì làm chó. Ok, chịu luôn. Chịu luôn hả mày? Mày chịu luôn hả? được, ok. Anh ôi nho, mình là Jimmy Kha Ke nè. Bây giờ bạn sao? Sủa, ai kìa nó kìa. Chạy. Sao bạn dẹo vậy? Ê, bạn thử nói ê. Dạ thế kỳ nha bạn. Vậy cho bắt đầu đi thông sinh nha bạn. Ôi, mình mua lộn, lúc đầu mình mua lộn mà không biết mình sẽ lỗi. Ok, mình trả bạn mạng nè, bạn chịu không? Chịu không? Không bạn thì không cần. Được. Rồi, mà sao bạn giả giọng Simmy hay vậy? Bạn chỉ mình được không? Không bạn, ai bạn đó bạn. Tại sao? Bởi vì tôi là tôi có tài năng của bạn thì không? Yeah. Bạn biết tôi có tài năng là gì không? Bạn tài năng bốc phét là gì? Ê, sao lại bốc phét? Sao bạn biết tôi bốc phét? Thì tôi xem video của bạn trên ITB rồi. Cái gì? ITD là ITD YouTube hả? Tại bạn nói ITD là cái gì trời ơi? À, bạn chơi ke nha. Ủa tôi ke đâu? Tôi ngồi tôi đợi cho bạn hồi máu luôn á. Tôi là tôi công hẳn luôn nè. Bây giờ tôi đang nhường bạn á, tại vì bạn là con gái, tôi BD nên là tôi nhường bạn. Chứ không bạn là con trai là tôi bắn cho bạn thấy ông bà tổ tiên rồi. Hiểu không? Bắn ra lại tôi. À, bạn khinh thường tôi thấy nhờ tôi là trùm phi bay luôn ấy. Ôi trời ơi. Ôi dạ. Ok, chụp phai phai nha. Ok, nhưng mà... Mà sao bạn lại để Simi ghét ru vậy? Tôi có làm gì bạn hả? Tôi ghét bạn nên là tôi để thế thôi. Vậy sao bạn nãy tôi hỏi là tại sao bạn để ghét tôi, mà sao bạn bảo là không, bạn không có ghét tôi? Bởi vì tôi đâu có ghét bạn. Ôi. Sao nó cứ... Bạn hiểu con gái nó không là có, mà nó có là không, mà nó không... À, được rồi, hiểu rồi. Hay giờ bạn giả làm Simi cho tôi nghe một tí được không? Bạn yêu tôi đi chứ bây giờ mắc gì bạn bắt tôi giả làm Simi đúng không? Bạn mới điên à, tôi yêu bạn mà yêu tôi yêu Simi. Ờ, nhưng mà tôi là Simi nè. Không, bây giờ thì bạn giả giọng Simi đi rồi tôi yêu bạn. Thử đi. Alo, chị là Simi đây, alo. Từ từ. Trời ơi mấy bạn. Trời ơi, mỗi lần mà không biết gì không? Tôi mỗi lần mà tôi nghe giọng về Simi là tôi bán không được. Trời ơi, tôi tim tôi nó cứ đập. Bụp đấy hay không? Tôi nghe được giọng Simi là tôi sẽ bắn như vậy đó. À.
Và giả giọng Jimmy đó. Trời ơi, kinh tởm. Sao bạn chửi tôi? Trời ơi, bạn kinh quá. Thôi, nói giỡn với bạn thôi. Mình hơi xin lỗi mình, tại vì mình hơi bị mắc liêm sỉ gì Jimmy một tí. Nên nhưng mà bạn thử giả giọng tôi, giả giọng Jimmy vài câu nghe thử đây. Anh nhau, giờ nè Jimmy đây, hello. Mình nghĩ bạn là một Jimmy thứ hai được á. Không, bạn tôi là tôi không phải mèo Jimmy. À, ok, ok. Được, được, được. Vậy, đợi từ, bạn đợi tôi lên đi, bạn đợi tôi lên đi, xin lỗi, tôi bắn lén. À, bạn nói thử một câu của cô Ngân nghe thử ra, tại lần trước mình cũng có nghe bạn nói thử một câu của cô Ngân ấy. Ê, cái gì? Từ, bạn nói tôi nghe mà bạn bắn tôi là sao tôi nghe được? Đông suốt. Tôi thích bắn bạn. Bạn nói cô Ngân nghe thử cái, sao bạn bắn tôi hoài vậy? Tôi có bắn bạn đâu. Mọi người, hello. Chị kỳ bạn. Thì bạn ngồi sau lưng tôi thấy bạn thì tôi bắn bạn thôi. Chứ chơi gì kỳ đây. Thôi mà, tôi xin lỗi mà. Bé ơi, cho chị xin intu đi. Cái gì? Ồ, bạn chưa follow mình mà bạn đợi xin intu của mình. Thôi mình không cho đâu. Bây giờ không bắn nha, không bắn nha. Bây giờ mình có cái quyết định đây nè. Ra giữa bo nè, ở đây nè, bạn đâu rồi? Đây, mình đây. Đây, mình bắn ở đây, đúng rồi. Không bắn nha, đông suốt. Ok nha. Bây giờ là thực ra thì mình đôi lúc thì mình cũng rất là thích chị Simi đó. Nên là mình muốn nhờ bạn một điều, đó chính là bạn có thể giả làm Simi và tỏ tình mình đi. Ôi trời ơi. Ok ok. Được hả? Ok được. Được rồi, tỏ tình mình đi, mình đang chờ nè. Ôi, ôi. Ơi. Em định rơi rồi yêu này. Em cũng yêu chị. Ôi kinh tởm quá. Được bạn ê, mình rất thích bạn. Nhưng mà mình không thích bạn. Ê, sao lúc đầu bạn bảo thích mình? Mình bảo mình ghét bạn mà. Nhưng mà lúc đầu bạn bảo là bạn kêu mình yêu bạn mà. Ủa, tai bạn bị lú á, mình có bảo đâu. Nhỏ lưng lẹo này. Ok, được rồi. Bây giờ nha, bây giờ là mình bắn thẳng tay với bạn nha. Thôi, nhưng mà lần cuối cùng bạn giả giọng Sim, bạn hát bài của Simmy nha. Sao bạn giả giọng được không? Cho mình nghe hả? Bài của Simmy hát cái bài gì ta? Xin tự giới thiệu tên chị là Simmy đây. Ok. Bạn hát đi, mình nghe thử, không bắn mình nha, để mình nghe. Ok, bạn hát đi. Xin tự giới thiệu chị là Simmy. Dễ thương hợp bác là phong cách của chị. Bao nhiêu kẻ thù muốn hạ gục mình thì quên lời rồi bạn ơi. Tôi vẫn chưa thù. Tại sao rồi? Đây, để mình hát cho bà cậu nghe nè. Này ơi, mình là một fan chân chính của Simmy. Mình là một gấu tiết chân chính của Simmy luôn. Nghe nha. Ok, đến đây nghe nha. Xin tự giới thiệu tên chị là Simmy. Dễ thương hợp bác là phong cách của chị. Bao nhiêu kẻ thù mà muốn hạ gục chị thì phải gục mạng chứ anh trai con ý. Đó, vậy đó. Vậy mà bạn không hiểu hả? Thôi bạn kinh tởm bạn ơi. Bạn đi chết đi. Ê, tôi hét cho bạn nghe xong rồi bạn bảo tôi kinh tởm. Cái đậu xanh. Ok nha. Rồi bạn ơi. Mình là mình sẽ không thể nào mà mình nhường bạn được. Nhưng mà nếu bạn dùng giọng Simmy thì mình sẽ nhường bạn. Thôi bạn ơi, tôi là tôi. Rồi, dùng giọng Simmy đi. Thôi bạn mê quá, bạn lên YouTuber đi bạn. Thì thật ra thì nói hẳn ra là mình chỉ là một fan thôi. Đấy, một fan chân chính của Simmy là mình đã xem Simmy từ rất là lâu rồi. Nên là mình cảm muốn nhả ý nhờ bạn tí thôi. Mà bạn làm gì căng ngại. Đó, chứ chẳng nghe thả lòng hả? Thôi, được rồi. Bây giờ tụi mình solo chân chính luôn nè. Bây giờ mình không nhường nữa. Nãy giờ là mình chọc, mình thoải mái với bạn quá rồi, phải không? Bây giờ là bạn sợ mình không? Mình không nha bạn. Bây giờ nha, mình một phát đi luôn, bạn đi luôn nè. Bạn ra đây, bạn lú cái đầu bạn ra đây. Ui dồi ôi, bắn cũng căng nhờ. Nào bạn ghi ra đây, bây giờ là mình sẽ thể hiện cho bạn xem thế nào là trùm quân đoàn hero team chứ. Mày nha, bạn chơi chạy nha. Làm gì?
Mình chạy lúc nào? Chào, mình chạy nào? Chào. Mình để bạn lại chạy nha. Rồi ok, bây giờ là mình chỉ chơi M500 với bạn luôn nè. Ok bạn. Trời ơi. Ôi trời ơi. Ok được, mình sẽ chơi M500 với bạn. Mình vừa mới ít xì hay là Simi. Bạn nói xấu mình phải không? Mình mới ít xì. Ok ạ. Bạn mình chỉ nói đai có ai nói xấu trước mặt bạn đâu, ta nói à, xấu. Được. Ok, bạn bước ra đây. Ok nha. Đây, xem mình thể hiện này. Ôi, một phát này, máu đỏ này. Hồi máu. Thôi bạn phát thôi. Bạn chạy thế. Bạn ngon, bạn đứng lại. Đấy, mình bạn chơi cây kéo làm sao mà mình đứng lại bạn được, bạn hiểu không? Đấy, bạn chơi cây kéo thì làm sao mà mình đứng lại với bạn được? Mình lắc bạn ơi, mình khổ quá. Dạ không sao, bạn bắn như thế này là cũng được rồi. Ui dạ, ui dồi ôi từ từ bạn nghe rồi làm thế này. Ủa sống vô đầu ta. Chết rồi bạn ơi, từ bạn ơi. À, bạn chơi cái cây đó với mình luôn hả? Đúng rồi bạn. Mình chấp bạn đi. Hồi nãy giờ bạn chấp mình và bạn chơi mình cây kia. Ui, nó sống bắn vô đầu ta. Ôi trời ơi. Ui bạn ơi. Bây giờ bạn mà bạn chỉ cần giải giọng Sumi thôi. Là mình, bạn biết đấy, là mình sẽ ra bo chết. Hiểu không? Không cần đâu, thua thì thôi, đằng là yeah. Được. Nãy giờ là mình nhường bạn ơi. Nhường bạn mấy ván rồi. Mình phải chơi thế này. Ủa mà sao bạn trong quân đoàn của mình vậy? Đang hết mắt. Đúng. Vì mình chắc bạn không biết mình là ai đâu. Mình là chủ quân đoàn của Hero Team mà sao mình không biết bạn? Mình là siêu nhân hồng, vì vậy mình đã dùng phép thuật siêu nhiên mình vô quân đoàn bạn đấy. Thật là hài. Phép thuật siêu nhân để vô quân đoàn. The hell. Đúng vậy. Bạn ngon, bạn đứng lại, bạn chơi tầm gần với mình này. À, tầm gần phải không? Ok. Thằng nào? What the fuck? Ok anh em ơi, thì chắc mình cứ xin cái video tại đây. Thì các bạn đã thấy. Ôi trời ơi, tự nhiên được Simi đổi tên, trời ơi, ngại quá trời luôn. Đấy thì cái này là mình chỉ kiểu làm vui vui thôi anh em ơi. Đấy thì tự nhiên đâu ra gặp bà nội đâu rồi. Cái bà nội Simi ghét gu pha ke này, rằng là bà rất là thích để giọng Simi các bạn ơi. Đấy, cái là ở trong quân đoàn của Hero Team rất là nhiều nhân tài các bạn ơi. Đấy thì các mình cũng xin cứ video tại đây. Nếu quan thấy video hay, với like, subscribe và nhấn cái chuông để nhận thông báo mới của mình nhé. Còn bây giờ thì bye bye.